Bên em vừa được về được một chiếc xe rất rất đặc biệt. Nhìn đây thì cũng không thấy có một cái điều gì đặc biệt đúng không ạ? Nhưng mà nó đặc biệt ở một chỗ, đấy là đây là chiếc xe Cruy nhập khẩu các bác nhá. Bình thường thì toàn có Cruy trong nước thôi đúng không ạ? Chỉ có Lancetti thì mới là nhập khẩu đúng không ạ? Nhưng mà chiếc xe này lại là nhập khẩu luôn. Chevrolet Cruy nhập khẩu nguyên chiếc. Và đây là máy 1.6 bác nhá. Đời 2011. Đời 2011. Bản số sang. Đấy. Và ghế của xe nó cũng được thiết kế hơi khác một chút. Đấy là ghế lý này. Ghế lý nhá. Đấy. Phần nội thất bên trong đây ạ. Nội thất hoàn toàn được trang bị là màu đen. Đây nội thất bên trong đây. Màu đen các bác nhá. Đối với chất lượng của chiếc xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm là xe hoàn toàn là chuẩn chỉnh các bác nhá. Không bị lỗi. Lỗi va chạm rồi lỗi ngập nước là hoàn toàn không có nhá. Giấy tờ chuẩn chỉ cho các bác luôn. Các bác yên tâm một điều mà về vấn đề giấy tờ và an ninh pháp lý của cửa hàng bên em. Đấy. Trong cái đợt vài hôm vừa qua đúng không ạ? Thấy cũng rất là nhiều người đang có sự thắc mắc bảo là sao đợt này chăm lại lấy những chiếc xe mà số khung số máy làm lại đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà thực ra thì em cũng phân tích một điều như này cho các bác. Đó là xe mà những chiếc xe đó đấy ạ là bên em sẽ không nhập về đâu. Đấy, trường hợp mà của anh khách bên Hưng Yên đấy ạ. Đấy, bên tỉnh khác nữa. Đấy. Là do là nhân viên bên em lắp nhầm biển số từ con xe khác sang. Đấy, cho nên là giấy tờ là cũng kèm theo luôn đúng không ạ? Chứ còn giấy tờ với biển số là chuẩn nhá, chẳng qua lúc mà tháo biển số ra đấy ạ, tháo biển số là tháo biển số ra và để trong để bên trong văn phòng. Đấy. Đến lúc lắp lại đi ạ thì lắp vào một xe khác các bạn, vì nó có mấy con giống nhau. Đấy. Em đang nhà em thì cửa hàng em thì rất là nhiều xe. Đấy. Lúc tháo ra định đi rút hồ sơ đấy mà. Đấy, nhưng mà khách chưa kịp mua thì có nghĩa là chưa kịp rút hồ sơ đấy ạ thì khách đã mua rồi. Đấy. Khách chưa kịp mua đã khách bên em chưa kịp rút hồ sơ, em nói nhầm nhá, là chưa kịp rút hồ sơ là khách đã đến mua rồi, cho nên là vội vàng lắp nhầm vào. Đấy. Và trong thời gian đi giám định đấy ạ, trong thời gian giám định thì nghĩa là em cũng bảo là bên em chắc chắn điều rằng là sẽ chuẩn chế rồi. Đấy, anh khách thì cứ bảo là hoàn toàn là sai, không đi đăng kiểm được. Đấy. Bên em mình đảm bảo cho luôn là đi đăng kiểm bình thường. Thế nhưng mà vì sau là trong thời gian đi giám định đấy ạ, đi giám định xem là bên nào sai thì anh ấy đã phốt em lên rồi. Nói là cũng hết sức đáng tiếc đúng không ạ? Thời gian hơi vội vàng vàng. Nhiều người thì bảo là do phốt lên cho nên là bên em mới đi giải quyết, còn không phốt thì không chịu đi giải quyết cho người ta. Đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì bên em cũng nói người ta đăng lên đấy là em có một câu là em bảo là đi giám định xem bên nào sai đúng không? Đấy. Em muốn là đi giám định cho nó chắc chắn đấy. Xem bên nào sai. Nhưng mà đi giám định ra thì không bên nào sai cả, chỉ có bên em nhầm thôi. Đấy. Nói chung là bên em cũng có phần nào đó sai đúng không ạ? Vì là lắp nhầm biển số. Đấy, lắp nhầm biển số từ biển số và bộ giấy tờ của xe khác để lắp sang cái con của anh ấy là con Na nhá. Đấy, con Na. Vì trong bãi em là nhiều con là kiểu tháo biển số ra, tháo biển số ra đấy ạ. Và đến lúc lắp vào thì chỉ biết là cứ nhìn thấy con Na là nhấp vào lắp vào thôi, đôi khi là để không kiểm tra là nó có khớp số khung số máy hay không mới lắp. Đấy. Chứ không phải là giấy tờ giả mà mẹ bồng con hay một số người đang nói nhá, mà chẳng qua là lúc lắp biển số là lắp nhầm thôi, lắp nhầm vào con xe khác thôi. Đấy. Là như vậy. Nhiều khi nó hơi bất cập đúng không ạ? Bây giờ em sẽ chia sẻ về xe đi. Chia sẻ về cái đấy thì em cũng đã chia sẻ 1-2 lần rồi. Đấy. Nói chung là cũng chỉ nhầm một tí thôi, lắp nhầm biển số thôi, cho nên là giấy tờ kèm theo nó cũng nhầm luôn. Bởi vì sau là bên em cũng đổi lại, thế bây giờ là
mọi thứ là bình thường rồi, mọi thứ là ok rồi, đi đăng kiểm bình thường ok rồi các bác nhé. Chứ còn thì tất nhiên là lắp nhầm đấy thì sẽ có hai con đấy, lắp nhầm một con thì đồng nghĩa việc là con thứ hai, con còn lại thì cũng sẽ nhầm theo đúng không ạ? Đấy, nhưng mà đổi lại thì hai con lại trở về vị trí bình thường. Đấy, bên em có rất là nhiều La Setti với lại Cruy rất là nhiều, thì cái anh khách anh ấy bị nhầm là con Na nhá. Đấy. Nói chung là chỉ nhầm một tí thôi chứ không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Và có một trường hợp nữa là con Mazda, đấy là con Mazda bên em cũng đã hỗ trợ tiền rồi và nhưng mà thì người ta chưa nhận được thôi, bắn quán rồi nhưng người ta chưa nhận được, thì người ta có bảo là chưa hỗ trợ vì về sửa mà. Với sổ đăng kiểm bảo là không ra tên được, bên em cũng đã ra tên xong rồi. Đấy. Thật là trong mấy hôm vừa rồi em hơi đen một chút. Và nhá, bây giờ sẽ đi chi tiết về xe đi, không nói nhiều về vấn đề khác nữa nhá. Các bác mình nếu mà thông cảm và hiểu thì tiếp tục xem video và tiếp tục ủng hộ. Bên em toàn xe đẹp thôi, toàn xe tuyển thôi. Trước khi lấy một chiếc xe nào về đều kiểm tra về chất lượng của xe và kiểm tra hết về giấy tờ của xe rồi. Đấy, các bác thấy đây. Xe đẹp như này này, đúng không? Rất là mượt mà luôn, long lanh luôn. Chiếc xe đẹp như thế này luôn thì các bác này. Em quay kỹ cho các bác xem nhé. Đăng kiểm thì sắp hết. Nói chung là đăng kiểm thì chỉ mất tầm khoảng nếu mà đời này thì mất hơn 2 triệu một tí thôi. Và thời gian đăng kiểm thì mình chỉ bỏ ra tầm khoảng 15 đến 20 phút thì có thể đăng kiểm xong một con xe. Đấy, chiếc này thì đảm bảo cho bác luôn nhá, keo chỉ còn nguyên zin. Na răng đúc phanh ABS nguyên bản theo xe. Đèn trước sau rất là sáng, sơn xi bóng bẩy sạch sẽ, thân vỏ không bị bả ma tít. Có cam lùi phía sau. Có cảm biến lùi luôn nhá. Đấy, đèn rất là trong, rất là sáng này. Kính của xe từ kính trên, kính dưới rồi kính sườn hai bên cạnh là đều bọc dán hết rồi. Chiếc xe với form dáng rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn như là những mẫu xe đời cao. Bên em thì La đang có vài chiếc, Cruy cũng đang có vài chiếc nhá, có cả số tự động và có cả số sàn. Rất là nhiều, cái dòng này bên em bán rất là nhiều nhá. Rất là hay nhập được cái dòng xe này. Vì nó dáng nó đẹp đúng không ạ? Và giá thì lại hợp lý nữa. Tất nhiên thì nó cũng để mà bền thì nó không bền bằng một số như dòng xe như là hãng Camry hay gì đó rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà được cái thì phụ tùng nó cũng sẵn nữa. Phụ tùng dòng này rất là sẵn và rẻ thôi. Bây giờ thì đến phần nội thất bên trong nhé. Đây ạ, mời các bác cùng đón xem. Keo chỉ vẫn còn. Phần nội thất bên trong của xe này rất là đẹp và rất là tươi này. Các bác cùng xem nhé. Gioăng cửa đẹp. Xe gọn gàng, sạch sẽ, tổng thành luôn. Các bác thấy từ cái móc khóa của xe nó còn sáng này, đúng không ạ? Bu lông này chưa tháo vặn nhé. Ghế thì là ghế nỉ, mình về có thể là bọc ghế da vào, mất tầm khoảng 2-3 triệu thôi là được một bộ ghế da rồi. Đấy, màn hình camera lùi, đây là màn hình cam lùi đây. Đấy, và đây là cam hành trình, cam tiến nhá. Khóa khiển em đang để ở trên phần tắp nô. Xe trang bị là túi khí an toàn bên đây và túi nữa nằm ở giữa vô lăng. Sàn của xe thì vẫn được còn nguyên sàn lý này, còn nguyên sàn lý nhé. Lòng trong của xe vẫn là sơn zin, vẫn là sơn zin. Keo chỉ có cái dòng Cruy nó sẽ to hơn, dòng Na nó sẽ bé các nhá. Chỉ có dòng Cruy nó to hơn. Đấy, phần tắp bên trong, tắp đi tắp nô các thứ em quay chi tiết rõ ràng cho các bác xem nhé.
Nội thất của dòng này thì nó được thiết kế rộng rãi. Trần thì vẫn là trần lý nhá. Đấy, phía sau cũng là lý luôn. Đây, gặp vào 3 model full load, quay trên góc mình xem luôn. Phần này được thiết kế là nhựa này, còn giữa đây là bằng lý các nhá. Đấy, loa âm thanh 4 cánh luôn. Kính điện 4 cánh. Đây, mời các bác xem này. Đây, chỗ này thì bước chân vào hơi bẩn một chút đúng không ạ? Vừa mới vệ sinh dọn dẹp xong nhưng mà khách kiểu người ta đến người xem đấy ạ. Đồ nhựa xe này các bác xem này, đồ nhựa xe rất là tươi nhá. Đấy, quay kỹ cho bác mình xem. Hệ thống gương kính của xe được nằm ở đây. Và những cái phần ni lông được bọc bên ngoài nó vẫn chưa bị bong ra nhá, nhiều chiếc đã bị bong rồi. Rồi, những cái bu lông này chưa tháo chưa vặn này. Đấy, tem mác đầy đủ này, toàn chữ Hàn Quốc thôi đúng không ạ? Vô lăng có tích hợp bàn phím chỉnh âm thanh. Đấy, chỗ này là chỉnh đèn các bác nhé, đây đèn được điều chỉnh ở đây. Cửa gió này. Và quay cho bác xem phần đồng hồ nhá. Tại đồng hồ đã được báo ở trên đây là 12 vạn. Rồi, tiếp tục thì mời các bác cùng xem lốp vật gồng và đến phần động cơ của chiếc xe. Đây, lốc này quay cho các bác xem thêm lốc nhé. Gầm đẹp đúng không ạ? Mở đi anh. Rồi, bây giờ thì em bắt đầu quay vào phần khoang máy nhé. Lốp của xe này vẫn còn tạm tạ, da răng đúc không xước sát gì. Zin. Và đây là phần khoang máy và lắp capo nhá. Lý của nó vẫn rất đẹp đây. Tem vẫn còn đầy đủ luôn. Máy động cơ 1.6 nhá. Đấy, động cơ của chiếc xe này là vẫn còn nguyên bản nguyên zin, chưa bổ máy các nhá. Máy là chưa bổ chưa hạ luôn ạ. Chưa làm lại máy đấy ạ. Máy vẫn còn zin, vẫn còn nguyên. Ra máy của xe rất là đẹp. Máy số zin các bác nhá. Các bác lưu ý là chiếc xe này máy số còn zin. Một chiếc xe Chevrolet Cruze 2011 phiên bản đặc biệt nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, rất là ít có trên thị trường đúng không ạ? Các bác mình xem xong video thấy ưng chiếc xe thì các bác hãy nhấc máy gọi điện bên em để được chốt giá nhá. Giá em ghi một tiêu đề thì vẫn có bớt thêm, mình cứ alo để được chốt giá và có thể đến xem xe trực tiếp chạy thử cảm nhận rồi bán giá cũng được, bán giá trực tiếp luôn cũng được. Địa chỉ bên em ở tại 166 Hồng Châu, thành phố Hải Dương. Số điện thoại là 0938586307, 0389000555, hai số chính của bên em nhé. Chiếc xe thì em cũng đã quay giới thiệu các bác mình xem để đủ chi tiết rồi. Các bác cần và muốn biết thêm thông tin gì, muốn xem hình ảnh, xem video thì mình kết nối Zalo nhé, bên em hỗ trợ các bác. Và các bác có thể là để lại số điện thoại bên em có thể tư vấn thêm cho các bác. Vâng, em cảm ơn và xin gặp lại các bác vào những video sau nhé.